Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Tình yêu qua một miếng cà chua. Trong một gia đình nọ, khi cô vợ đang nấu ăn ở trong bếp thì anh chồng lại đang chơi cờ cùng với bạn ở ngoài phòng khách. Anh vào bếp một lát nha. Cậu đợi tôi nha. Tới lượt ai đi hả? Cậu thích ăn cà chua sống sao? Cũng không thích lắm. Thế sao cô ấy gọi cậu lại còn xắt cho một miếng bự như vậy? Lúc vừa mới kết hôn, nhà thì nghèo, mình lại thèm ăn, nên mỗi lần xào cà chua, cô ấy đều xắt một miếng rồi đưa vào miệng mình. Lúc đó mình rất thích ăn, nhưng bây giờ thì không thích ăn nữa rồi. Đã không thích ăn, sao cậu không nói cho cô ấy biết? Tại sao phải nói cho cô biết? Nếu như cô biết rõ tôi không thích ăn cà chua mà cô đưa cho, cậu thử nghĩ coi, cô có thất vọng không? À ha, tôi thắng cậu rồi nha. Vợ ơi, anh thắng rồi. Nhờ ăn miếng cà chua của em mà tinh lực dồi dào, tư duy nhanh nhạy hẳn lên. Coi bộ cậu mới thật là cao thủ đó. Cái này nhất định tôi phải học hỏi cậu thôi. Tình yêu cần phải được thể hiện, biểu đạt ra. Sống cùng nhau sau một thời gian dài, tình yêu chính là thể hiện ra ở những việc rất nhỏ nhặt đời thường hay những thói quen sinh hoạt. Ví dụ như có thể vì vợ hay chồng mà pha một chén trà, nói chuyện vui đùa hay nhét miệng nhau một miếng cà chua. Đương nhiên, trà có thể nóng, vui đùa có thể không buồn cười, hay cà chua có thể hương vị không ngon. Nhưng đừng bao giờ cự tuyệt, từ chối, bởi vì điều bạn cự tuyệt không phải là một hành động nhỏ đâu, mà có thể là cự tuyệt một tình yêu lớn đó.